Thế cơ 3 giờ đến. Anh giờ đang làm đâu? Hả? Đang làm đâu anh? Là chỗ thùng đảo của nước ta. Lóc của anh Hải không? Vâng. Không biết là đưa đẩy đến hạ thằng làm một chung. Bạn nào gần Trạch Nam luôn? Vâng, thì công ty, mấy công ty là toàn khu Thiên Tân này mà. Đấy. Thì nó làm cho một chỗ team nó fail thì là nó khởi động.
Thực ra cùng với tôi là hai công ty. Tôi thấy trước dự án phê phát công ty cũng giải tán luôn. Bãi công ty. Nó làm ăn chán rồi. Quy trình nó đều có mới. Sáng qua định đến đây đấy, mưa phát là hai thằng quay về. Chúa gặp thằng thằng hư một à? Gần đấy, cũng gần đấy. Tối có ai gặp đi, chú mày gặp thằng mày rất chó chứ. Chú béo là tạo giác một chút nữa. Xin gặp từ cứ tầm giờ đấy mà ra. Trước hay đi Hồ Tây giờ chả đi nữa. Chủ nhật. Tuần này lại một phân nữa. Ghét đi một công ty là bất cho mình từ ở một phân.